Trong lời nguyện kết lễ chúng ta cũng cầu nguyện cho các em, để cho ai biết được Chúa cũng mời gọi các em vào con đường trụ trì sau này, làm cha, làm ma sơ hoặc là cha mẹ. Và trong giây phút chúng ta cầu nguyện cho các em. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm ơn Chúa về món quà của sự sống. Xin ban cho các em đây khi phụng sự Chúa nơi nhà Chúa cũng tiếp tục phụng sự Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lạy xong cho anh chị em ra về bình an.